ảnh trên TikTok các bạn đã biết chưa? Nếu chưa biết cùng làm với mình ha. Ở giao diện này các bạn ấn vào dấu cộng, rồi các bạn chọn chữ ảnh, tiếp tục các bạn chọn hiệu ứng. Ở đây các bạn lựa chọn cái hiệu ứng phù hợp với mình, mình sẽ chọn hiệu ứng này. Rồi bây giờ thì mình ấn vào nút chọn để chụp ảnh nè. Rồi ở góc tay phải có mũi tên lùi xuống, các bạn ấn vào để tải về ha. Rồi vậy là xong. Rồi bức ảnh vừa chụp của mình nó sẽ nằm ở đây nha các bạn. Phạm Tâm chia sẻ hết mình, nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình ha.